shop.triplew.net. Số bạc liên quân tự động 100% trúng ông Huy. Với những vòng quay trò chơi cực kỳ hấp dẫn, bán hàng liên quân giá siêu rẻ 100% trắng thông tin. Anh em hãy truy cập ngay shop.triplew.net để ủng hộ mình nhé. Uầy, nghe lú cái đầu luôn anh em ạ. Cảm ơn Trọng Phúc của bắt đầu sau nha. Ghê nhờ, hôm nay sao đi kinh nhờ. Miễn phí, không có chỗ miễn phí. Cảm ơn Lương Tấn của bắt đầu sau nha. 25 tuổi à? Đâu, 22 tuổi rồi trời. Uầy, hôm nay nghe tin sợ bay cái trưởng. Mưa sao băng anh em ạ. Đỗ Trung Anh không lấy được cái mega là một cốc vào đầu. Cái gì vậy? Được mega kêu và muốn được mega kêu là dễ à? Lai lâu à, hơn tuổi cũng hơi kém, hình như kém 1 tuổi sao? Cảm ơn Trung Anh gửi bài đọc sao nha. 24 nhìn như 30 à, ui rồi ôi, 30 tuổi à? Vài tiếng sau à, nghe tiếng sau nghe tin xuống lại cái chỗ. Đằng xa mỗi bộ. Kim Hoàng 75. Nhưng mà thích mỏi như thế nha. Canh thằng Quy trước à? Ở thằng Duca rừng à? Đúng rồi anh ơi, em test máy mới anh ơi. Nick em hồi trước nhận được rồi, không nhận được sao free nữa à? Hết xui mà, 75. Tùy cái stream mà. Gì vậy? Già rồi à? Già rồi nhưng mà... Ơi, bắt mùa xa thôi. Ủa cá lại lụm thằng kia thằng rắc à. Ui ha, đừng đánh thủ đó, đừng đánh thủ đó. Rước có sao free. Anh em ơi, vào lụm đó. Mình mất mùa xanh rồi, phải giết 2 thằng nha. Cái này phải giết được 2 thằng nha. Đừng cho nó tốc biến nha. Ok rồi, 2 thằng luôn. 3 thằng luôn rồi, mấy này nhắc bé rồi. Nguyễn Hà Trang, chú tranh rừng ngộ à. Ok. Ui, một cắt là quanh chiêu hai chọn vậy. Lửa mùa đỏ đó anh em ơi, vào cứu đó. Nghĩ này lại láo thật. Đi game cứ mùa. Nó kém rồi, ôi né rồi né rồi. Đấy kìa. Thằng Quy lên kìa, thằng Quy có mấy nè. Bình sử, Quy có 3 thôi. Có đánh giải Facebook không? Đánh luôn. Có nha. Cũng đăng ký rồi mà không biết có vào được không. Ok, thằng Lan đi tăng ra tay ra làm sao nè. Đây, cho bụi nè. Ôi sao có bố ở đó. Gì đó. Đánh quá chú ở trò mấy này chưa xong rồi. Ok. Nó xin mảnh đây. Nguyễn Thành Long, chào em với anh ơi. Nào nhỉ? Chạy nè. Đoán đi. Ok rồi. Thằng Quy được ơi, nó đáo tôi kìa. Ờ, chết rồi, phát này chết rồi. Ui. Nó đá vào tường đau quá. Bấm hổ tia à? 75. Ôi dồi ôi, bấm hổ tia à, đúng góc. Đúng không? Nhiều bấm hổ tia đúng không? Đánh lạnh lên đâu luôn. Ở lại cơ bộ à? Mấy tên mấy này giang hồ thế nhờ? Hoành tới đây. Bắn đi, hoành tới đây. Bắn luôn, hoành tới đây. Bắn đi. Bắn chung quy đi. Massa sushi baka. Anh cứu chào em đi. Ok rồi, thằng này luôn. Bố lao này. Trừng phạt lớn, triple kill. Ui, ok, cũng xuống rồi à. Anh không. Đấm xong qua bờ đỏ luôn. Nguyễn Quy, má nó cứ giật giật. Má nó cứ giật giật à, thôi bỏ bờ đỏ đi. Hết chiều cuối rồi. Đi cướp bờ đỏ mình nè. Mấy này chơi game giang hồ thật sự luôn. Chơi game lại cái bài Latania của cái gì ta? Chấm anh à? Đừng bao giờ như thế nha. Đỗ Hoàng Khôi, lịch sử đi. Gì đây? Đúng rồi. Đúng rồi, gì đó? Ui này. Ơ chuyện rồi. Hai chọc anh em ơi, hai chọc. Cái này nó cướp bùa ghê quá. Ghê, Hoàng chơi đây bắn nãy giờ không chưa phải nào, quá ghê. Hay đấy. Biết chơi game. Không phải gọi là biết chơi game là 75. Chơi game quá ghê. Nó lên đô nhá. Ôi, thằng này cũng láo kìa, thằng này có chiều cuối chúng ta. Thằng này cấp 7 à?
gì ơi. Sao nó không có hơn cấp mình luôn kìa. Chơi, ngủ cô. Chết boss, lý cho nhất đá phòng vơi. Bỏ đi. Ôi, con chết nghịch lắm đó, ngủ không. Chúng nó, bắn thằng Hoàng tên này bắn ghê. Tụi nó chết rồi, này mày lấy chủ luôn. Ngủ cô. Việt Anh, chào anh Tướng. Ôi trời ơi, nằm dầu hàng chí nó yếu vậy, phải rồi. Bình thường lên thứ 5 trước anh em ơi. Lên thứ 5 là dưới rồi. Nó cứ hiện đã vào trận à, đã vào trận là anh em nhập chiến phòng chậm quá. Ngủ không. Ê, hai thằng. Tương Nguyên, lỗi. Ai, ngủ không ơi, cứu mấy ngủ khô. Ngủ khô ơi, nó chậm nó mạnh quá, hai thằng này dùng đam kinh quá. Nó chậm nó xanh quá anh em ơi, vãi là nó xanh thật sự luôn. Ngủ không thì đánh không lên ta mày ngủ không. Ngủ không này hơi yếu nha. Nguyễn Hà Trang, tên dễ. Ngủ không này bị giam tầm 1000 năm rồi, hơi yếu. Không, người ta đang giam 500 năm thôi, tụi lên đao này không đánh không lên đao luôn. Hello mọi người, hello nữa con, hello phạm mạnh nhá. Thằng Quy nó xanh nó trâu thế nhở, thật sự nó trâu quá các chỗ luôn. Phạm cái mạnh gì anh Tú, nó phạm mạnh nhá. Không thì tôi được, nó xanh hơn mình luôn anh em. Đây là mình đang 6 mạng mà nó xanh hơn mình, hơi bị ảo giác nha. Ấy, có ngựa khoảng cái đây. À, tao bị rồi. À, tao bị rồi. Trời ơi, đập cái kia luôn. Cái kia bao rồi, bắn đi. Bắn chủ luôn. Ây, ui rồi, đau dây luôn, game ơi. Chạy đi mấy đời. Ê, thằng nó có biết nào nha, mình cay tí à. Nguyễn Xuân Hùng, lại là Tuấn. Tên bạn biết chơi nha. Tên bạn biết chơi đó. Để không ở support chưa à. Hello, Masa Sushi nha. Chơi nhiều mỗi nào quá. Cho em xin ngọc lo của anh với ạ. À. Ê, thằng Quy này solo không? Solo đi. Ừ. Hết chạy. Nguyễn Xuân Hùng, lại đổi lịch live rồi à anh? Ôi rồi. Hoàng TD bắn ghê quá, Hoàng TD ơi. Ê, Hoàng TD bắn không chịu phát nào quá gớm. Hát rồi. Hát auto chúng rồi, bắn ghê quá. Ghê quá em ơi, bắn kích quá. Tương Nguyên, em chỉ đi búng hương thoại. Lục luôn, thằng Huy hết băng xương rồi. Ui à. Chạy, anh em rút, trúng không? Không trúng rồi, phát này không trúng rồi, ấy vẫn trúng kìa. Ui, hết rồi em ơi. Nó giả, hình như nó giả đúng không? Quốc Bảo, hơi ít với anh Tướng. Hơi ít à, hơi nhiều nha. Cái đó không có hoài tê là mình chết rồi. Cái đó ông kia bắn điều á. Đừng ra mua sát, không mua được, không có hồi chiêu. Đỗ Hoàng Khôn, thua. Ê! Ui, sao lại quăng bằng kia vậy? Nguyễn Tư, chào anh Tú lần nữa. Tông Bi ơi. Bỏ đi, hết máu rồi. Thằng Quy lắm khách chết ạ. Hello anh em nhớ. Anh em vào cho xin một like anh em ơi. Giọt nó xanh nha. Đánh thằng thằng luôn. Chúng ta thằng luôn, hai mục tiêu luôn. Phước Nguyễn, 75. Bảy mươi lăm.
ông lên chơi nè, ông lên chơi nè, ông lên chơi đi, ông không lên chơi được rồi. Đúng không, đúng không, đúng không, đúng không, đúng rồi, nó dưới này nè, nó biết ngay mà. Chạy chạy đi cu ơi. Đỗ Hoàng Khôi, cái lùm nhí con Google. Ôi quý rồi. Em bạn có vẻ nó hơi mạnh đó mà. Hơi rung nha, hơi ráng nha. Ráng rồi thì nói đi cưng ơi. Đơn đùa, hello. Hello đơn đọc nha. Tại thằng đi, tại thằng anh em ơi. Nhìn anh thằng lên, anh thằng đi cho nó giòn. Đỗ Hoàng Khôi, chửi nó mới đọc. Cái gì đây? Chửi hồi nó ba anh về đó. Chửi hồi nó ba anh về đó em. Sally Beckham à? Là gì ta? Bật ngửa lên. Chết luôn rồi. Dê Đức Tình, lộ bắp quá. Chết. Trời ơi, cũng vậy. Anh gấu ơi. Solo không? Trời ơi, chạy luôn rồi, thằng không biết anh đâu ơi. Phát nó bị lỗi đam của thằng gì ta? Thằng kia nó chết rồi. Bị lỗi đam anh đâu ơi, phát nó bị lỗi đam. Đỗ Hoàng Khôi, chửi Google anh ơi. Ơi, chị đây Khôi. Đánh chồng đi. Ui, vẫn chết kìa. Winnie, win sớm đi. Win sớm đi, do nó kèm á. Quy sớm thua. Ok rồi, quy sớm đi. Ok. Thử có hai like đang tiktok à. Còn có cái phát đó nó bị lỗi đam của thằng kia nó chết rồi. Bị lỗi đam không là thằng kia nó chết rồi. Ngộ không đi chơi. Ngộ không đi chơi cũng win à. Trần bé, Lô Anh Tú. Bốn mươi hai phần trăm đam, gỡ không? Xếp like cái gì chưa kịp chưa à? Tình sử, mộ bố win. Ngộ không, 141, ui dồi ôi em ơi. Ủa không bao nhiêu phần trăm đâu? 8% đâu? Quá là ghê. Ủa không, 8% đâu?